Đô Vũ Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là sáng ngày 13 tháng 3 2019, và thưa quý vị, chúng tôi vừa mới sản xuất xong 4 bộ mộc trường kỷ TK3 bằng gỗ lim. Trường kỷ TK3 chúng tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi, giá 40 triệu một bộ, và cái này tiêu chuẩn rất là đặc biệt, nó gọi là trường kỷ ngoại hạng TK3. Vì sao gọi là ngoại hạng? Bởi vì cái mặt của nó dày 3 phân, trong khi đó thì ngày xưa là các cụ chỉ cần làm có 1/2 thôi. Thế sau này con cháu lên đến 1/8, 2 phân. Thế còn bây giờ thì cái loại này đặc biệt dày đến 3 phân. Tức là dành cho những người thích sưu tầm những cái hàng với cái độ dày khủng. Bởi vì là có một số bác có nói với tôi là bây giờ chúng tôi lựa chọn để làm một cái nhà thờ hoặc một cái nhà cổ, nó rất là công phu. Cho nên cái bộ ghế trường kỷ trang trọng đặt ở cái gian thờ đó nó phải xứng đáng, xứng tầm. Cho nên là cậu cứ làm nó đặc biệt đi. Còn khi làm đặc biệt mà cái giá thành nó tăng lên và xứng đáng hợp lý ấy, thì chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Với cái gợi ý như vậy thì chúng tôi đã ra cái dòng trường kỷ TK3 này được cách đây là vài năm rồi, và được thị trường rất là ủng hộ. Tôi xin giới thiệu chi tiết lại một vài cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ nhất là cái mặt nó dày 3 phân. Thứ hai là chân nọ sang chân kia là 56. Chiều dài tổng một chiếc ghế trường kỷ là nó dài chừng 2m03. Tại vì nó có thể là bác nào yêu cầu làm dài hơn, làm 2m17 cũng được. Nhưng mà cái việc mà dài quá thì khi mọi người kê đôi khi là nó vướng cái lối đi. Bởi vì nhà cổ là hay để cái cửa bức bàn nó mở ra mở lại nó gạt, cho nên là sợ là đi lại nó vướng. Cho nên cái dòng 2m17 thì là được, là vừa hay chúng ta có thể nằm ở trong cũng được rồi. Bên trong là chắc chắn là những cái bác nào cao 1m75 là nằm vừa. Đấy. Thế thì còn cái bàn, cái bàn mặt bàn thì dày 2 phân và cái chân bàn là 5 phân rưỡi, chân ghế là 7 phân. Các cái đai này là 13 phân x9, là tiêu chuẩn hết sức là đặc biệt luôn. Và toàn bộ đây thì là đợt này là 4 cái bộ ghế mà sản xuất vào tháng 3, làm xong vào tháng 3 năm 19 này, là ở trong cùng một cây gỗ luôn. Tất cả các chi tiết này đều trong cùng một cây gỗ, cho nên là màu là đều tuyệt đối, cái vân hoàn toàn là đều nhau. Cái sản phẩm này chúng tôi làm là từ trước Tết cơ, nhưng mà đến sau khi trước Tết thì lúc đấy cũng chưa làm xong nổi. Thì trong tháng riêng là hầu như thợ các làng nghề là còn mải đi chơi các lễ hội, rồi đi lễ chùa. Đến cuối tháng thì tập trung vào làm. Và bây giờ đến ngày hôm nay là trong những ngày đầu tháng 2 âm lịch, là chúng tôi ngày hôm nay mới là ngày hình như mùng 8 tháng 2 âm lịch. Thì đây vừa hay hôm nay chúng tôi là chỉnh trang là xong, và đợt tới sẽ đánh giáp và để sơn đưa vào thị trường. Và cũng báo cáo quý vị luôn là ở Đồ Gỗ Đức Hiền thì các cái bộ trường kỷ thì lúc nào cũng có chừng 70 bộ, bởi vì cứ bán vơi độ chục bộ thì chúng tôi lại bổ sung. Mấy hôm nữa lại sắp xong 4 bộ nữa TK2, còn đây là mấy bộ TK3. Và ngoài trường kỷ gỗ lim chúng tôi còn có trường kỷ gụ, rồi chắc Nam Phi và Mun Nam Phi, với các cái mức giá tối thiểu là 27 triệu, xong đến 30, 35, 40, 48, 60, 62, 70, 82, vân vân, có rất nhiều mức giá. Và thực ra thì các cái tiêu chuẩn kỹ thuật ở Đồ Gỗ Đức Hiền thì mọi người cũng đã quen thuộc lắm rồi. Chúng tôi thì riêng cái trường kỷ đã rất có tiếng trên thị trường. Thế nhưng mà ngày hôm nay chỉ muốn giới thiệu là cái sản phẩm mới ra lò, để các bác hình dung là mọi cái công đoạn của sản xuất nó vẫn đang tiến hành bình thường. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu 4 bộ ghế cụ ta Quảng Bình, nhưng mà sẽ ở trong một clip khác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo 2 cái số điện thoại trên màn hình. Số trên là Messenger Facebook, số dưới là Zalo, Viber và WhatsApp. Ngoài ra các bác có thể là liên lạc với chúng tôi theo cái email là đogodukhien@gmail.com. Tại vì cái số điện thoại của tôi là rất nhiều bác phàn nàn là không gọi được. Quý vị là cũng thông cảm là vì ở Đức Hiền là rất là đông khách, các bác gọi điện đến liên tục, và khi tôi đang nghe bác này thì tôi không trả lời tiếp bác khác được. Và cái đó là cũng là làm việc hết công suất rồi, mong các bác thật sự thông cảm. Không lại bảo sao mà gọi khó khăn thế. Chúng tôi thì luôn muốn tiếp nhận những thông tin, nhưng mà các bác bảo thế sao không cho thêm với số nữa của người khác. Thưa quý vị, là người khác không trả lời được các câu hỏi của các bác. Khi các bác định mua một sản phẩm thì có quyền hỏi bất kể câu gì, hỏi 5 câu, 10 câu hay 100 câu cũng được, hỏi cái gì tôi phải có trách nhiệm trả lời hết.
ví dụ như là cái hàng họ nó thế nào, cái gì trả lời được phải trả lời hết. Và người khác không trực tiếp chỉ huy sản xuất từ đầu đến cuối thì không thể trả lời được. Cho nên là các bác vẫn cứ phải gọi trực tiếp đến cái số này. Ưu tiên nhất là số 0984666999. Và cái thời gian các bác gọi mà hay gọi được nhất và chúng tôi dành nhiều thời gian trả lời nhất là từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng là thuận nhất. Bởi vì sau 10 giờ sáng là nhiều các bác ở xa đã đến cửa hàng. Khi tôi đang tiếp khách trực tiếp tại cửa hàng thì phải ưu tiên khách ở đó. Không mình nghe điện thoại nhiều quá các bác lại tự ái, các bác về mất thì chết. Nhiều khi cũng khó phải không ạ? Ở đầu có liền thì bán rất là chạy và rất đông khách. Cho nên cũng là mừng, nhưng mà cũng là cái mà để cho nhiều khách hàng cũng chê trách về cái giao dịch là cũng không trả lời hết. Thì mong các bác thật sự là thông cảm lòng tôi. Xin tạm biệt quý vị tại đây. À, cũng phải nói thêm là Đồ Gỗ Đức Hiền là nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tạm biệt các bác.